đang định vô trong cái Chinatown ở bên Canada. Cái đường hẻm nhỏ xíu, y như chợ lớn nhưng không khác gì hết á. Mấy nhà hàng đây à. Đường hẻm một xíu thấy không? Đó, đi ở chợ lớn nha. Là băng là đường, đường cái. Wow, xe đạp quá trời.